Vào sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam đã tổ chức hội nghị đối thoại an ninh cấp thứ trưởng lần thứ 3 giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Quốc gia Indonesia. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và ngài August Adrianto, Tổng thanh tra Cảnh sát, Phó Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Indonesia đồng chủ trì hội nghị đối thoại. Chào mừng ngài August Adrianto cùng đoàn đại biểu cấp cao Cảnh sát Quốc gia Indonesia sang thăm chính thức Việt Nam. Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025. Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Quốc gia Indonesia ngày càng có hiệu quả và thực chất. Tại hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 17 được tổ chức tại Indonesia vào tháng 8 năm ngoái, hai bên đã ký kết nghị định thư sửa đổi bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định việc duy trì có hiệu quả cơ chế hợp tác an ninh trật tự giữa hai bên. Tại các diễn đàn đa phương, Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Quốc gia Indonesia đều là thành viên tích cực, có trách nhiệm và ủng hộ lẫn nhau tại các khuôn khổ hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Đánh giá cao việc Bộ Công an Việt Nam tổ chức đối thoại lần này, ngài August Adrianto bày tỏ mong muốn đây sẽ trở thành diễn đàn gắn kết để chia sẻ thông tin và trao đổi kinh nghiệm phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm nhằm đạt được sự ổn định an ninh trong khu vực. Tại hội nghị, hai bên đã điểm lại kết quả đạt được trong triển khai những nội dung hợp tác kể từ đối thoại lần thứ hai đến nay, trao đổi thẳng thắn trên tinh thần hữu nghị những nội dung về hợp tác phòng chống tội phạm ma túy, mua bán người, khủng bố, an ninh mạng, hợp tác đào tạo sĩ quan Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và các vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm. Hai bên khẳng định đối thoại lần này sẽ trở thành khuôn khổ toàn diện nhằm giải quyết các thách thức an ninh trong và ngoài khu vực nói chung của cả hai nước nói riêng. Kết quả đối thoại sẽ tạo ra động lực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Quốc gia Indonesia phát triển lên một tầm cao mới. Sáng nay tại Hà Nội, đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã tới thăm chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tăng ni Phật tử nhân dịp kỷ niệm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, Dương lịch 2024. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao tặng lãng hoa và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Chư Tôn Đức trong Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và toàn thể Tăng Ni Phật tử, một mùa Phật đản an lạc cát tường. Đồng chí Thứ trưởng mong muốn thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn Tăng Ni Phật tử hoạt động tuân thủ pháp luật, chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước theo đúng phương châm đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội và các hoạt động Phật sự của giáo hội, tiếp tục phối hợp giúp đỡ lực lượng công an nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo Bộ Công an và cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân đã dành cho các chư tôn đức, tăng ni Phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Thích Thanh Nghĩa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gửi lời chúc mừng tới Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an vừa được Trung ương giới thiệu để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước, đồng thời khẳng định giáo hội luôn đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân trong giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, bày tỏ tin tưởng lực lượng công an nhân dân sẽ luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của đất nước vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, vào sáng ngày hôm nay tại Hà Nội, Cục Viễn thông và Cơ yếu Bộ Công an đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm xây dựng và phát triển nền đối ngoại ngoại giao Việt Nam toàn diện hiện đại mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong khuôn khổ chương trình, Cục Viễn thông và Cơ yếu đã tổ chức chương trình nghệ thuật giai điệu tháng 5 và hội nghị chuyên đề do giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt với hai nội dung, gồm nói chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Người và giới thiệu nội dung tác phẩm xây dựng và phát triển nền đối ngoại ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác phẩm đã thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại ngoại giao Việt Nam, thể hiện trường phái ngoại giao mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. Đó là mềm mại, khôn khéo nhưng rất kiên cường, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách khó khăn.
Thông qua buổi sinh hoạt đã giúp cán bộ chiến sĩ Cục Viễn thông và Cơ yếu hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Bác cũng như những lời dạy của Người đối với lực lượng công an nhân dân, đồng thời góp phần củng cố, nâng cao nhận thức cũng như khả năng vận dụng bản sắc ngoại giao cây tre Việt Nam vào thực tiễn công tác của đơn vị một cách phù hợp để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Đào Duy Tùng sinh ngày 20 tháng 5 năm 1924 trong một gia đình nhà nho yêu nước ở một địa phương có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng là xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ông là một chiến sĩ cộng sản kiên trung, một lãnh đạo tài năng, một người con ưu tú của quê hương, đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và nhiều công hiến xuất sắc trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Đào Duy Tùng là tấm gương sáng cho các thế hệ, trong đó có lực lượng công an. Ngày hôm nay, 20 tháng 5, kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng là dịp để các thế hệ tôn vinh và tri ân những công lao đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc và để phát huy truyền thống tốt đẹp đó trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Là nơi lưu giữ những tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu về thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng cùng những đóng góp to lớn của đồng chí Đào Duy Tùng với quê hương đất nước. Hơn 20 năm qua, nhà lưu niệm này đã trở thành địa chỉ văn hóa quen thuộc đón các vị lãnh đạo, nhân dân và du khách thập phương về dâng hương tưởng nhớ và tìm hiểu về tấm gương người chiến sĩ cộng sản Đào Duy Tùng. Đây cũng là địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ công an huyện Đông Anh. Đoàn Thanh niên Công an huyện Đông Anh đã tổ chức cũng tương đối nhiều hoạt động đảm bảo trật tự an ninh tại tuyến đường Đào Duy Tùng và tuyến đường dẫn vào nhà lưu niệm, tuyên truyền cho học sinh hiểu được thân thế sự nghiệp đồng chí Đào Duy Tùng và ngược lại là cũng tuyên truyền về cái tư tưởng đạo đức và cách mạng của đồng chí, tuyên truyền cho các anh em đoàn viên thanh niên hiểu học tập tinh thần của đồng chí Đào Duy Tùng về công tác làm việc hăng say, không biết mệt mỏi, cống hiến vì nhân dân, vì đất nước. Tham gia lãnh đạo phong trào Việt Minh ở xã từ những năm trước cách mạng tháng 8 đến năm 1945, đồng chí Đào Duy Tùng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và là bí thư chi bộ đầu tiên của xã Cổ Loa. Từ một cán bộ ở cơ sở, qua quá trình không ngừng rèn luyện trưởng thành, trải qua nhiều vị trí, ông đã trở thành một cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, đảm nhiệm cương vị thường trực Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Dù ở cương vị nào, đồng chí Đào Duy Tùng luôn là người cộng sản kiên trung, tận tụy với sự nghiệp cách mạng, đau đáu về quê hương. Tinh thần đó của ông đã được truyền cho các thế hệ hôm nay để tiếp nối và phát huy, góp phần xây dựng quê hương, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Công an huyện Đông Anh là một cái đơn vị mà được đóng quân trên địa bàn có truyền thống cách mạng, thì chúng tôi cũng rất quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ. Chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm để chỉ đạo các chi bộ tổ chức quán triệt cho cán bộ chiến sĩ về tấm gương của đồng chí Đào Duy Tùng, cũng như là tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Đào Duy Tùng với những cái hoạt động thiết thực gắn với công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Cái công tác trên mảnh đất là quê hương của đồng chí Đào Duy Tùng, cảm thấy rất là tự hào, biết ơn và trân trọng các bậc tiền bối đi trước. Đây là một tấm gương sáng cho bản thân mình và các đồng chí của mình noi theo trong hoạt động cách mạng, trong phục vụ nhân dân. Là lực lượng công an mà gần dân nhất, công an xã Cổ Loa, chúng tôi luôn lấy hết tinh thần trách nhiệm của mình để đóng góp cho nhân dân giữ gìn một cái nền an ninh trật tự. Đồng chí Đào Duy Tùng, người con ưu tú của quê hương, nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng, người chiến sĩ cộng sản xuất sắc, cả cuộc đời ông dành cho cách mạng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Và các thế hệ lực lượng công an trên mảnh đất này đang tiếp nối, phát huy tinh thần ấy trong sự nghiệp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.